Xin chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui được quay trở lại cùng với các em ở trong phần audio văn học này. Các bạn thân mến, trong phần audio văn học ngày hôm nay, chị xin được chia sẻ với các bạn một bài văn tham khảo dành cho đề văn cụ thể như sau. Cảm nghĩ của anh chị về một người thân yêu nhất. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết này nhé. Nếu có ai đó hỏi tôi âm thanh nào là âm thanh bình yên nhất trong cuộc đời, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay, đó là tiếng gọi bố ơi. Chẳng hiểu sao nhưng tiếng gọi ấy lại khiến tôi cảm thấy an toàn đến lạ. Khi về nhà, giữa đám đông, nơi cổng trường, bất cứ nơi nào bố con tôi cùng nhau đi qua, tiếng gọi thân thương ấy đều xuất hiện. Có lẽ bởi vì đó là thanh âm sinh ra chỉ dành riêng cho người đàn ông can đảm và luôn yêu thương tôi hết mực, bố của tôi. Bài viết này tôi xin dành tặng người với tất cả tình cảm mến thương từ cô con gái nhỏ. Bố của tôi, người đàn ông đã bước vào độ tuổi 50. Thời gian trôi nhanh khiến tôi giật mình thảng thốt. Mái tóc của bố đã ngả bạc từ bao giờ sao tôi không biết. Đến khi nhận ra thì giật mình vì thời gian trôi đi quá nhanh. Màu bạc vương trên mái tóc của người là màu của thời gian hay màu của những vất vả in hằn. Bố tôi có khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền lắm, làn da ngăm đen vì những tháng ngày mưa nắng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Những nếp nhăn nơi khóe mắt khi bố cười ngày càng nhiều thêm và hiện rõ. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng nụ cười hiền ấy và ước mong lớn nhất của tôi chính là luôn được nhìn thấy nụ cười của bố mỗi ngày. Hình ảnh khiến cho tôi xúc động nhất chính là đôi bàn tay của bố. Đôi bàn tay gân guốc chai sần, bao tháng năm làm việc vất vả, bố luôn nỗ lực vì hạnh phúc của anh em tôi. Mỗi lần được nắm bàn tay ấy, tôi cảm thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn trong việc học tập để không phụ những hy sinh của bố. Bố của tôi, người nông dân chất phác, hiền lành, quanh năm gắn liền cuộc đời mình với đồng ruộng, vườn tược. Chưa bao giờ tôi thấy bố ngủ tới quá 6 giờ sáng, chỉ trừ những hôm nhà có việc hay hôm đó bố không khỏe. Từ thơ bé cho đến bây giờ, ngủ dậy đã thấy bố đi làm từ bao giờ rồi. Mà tới trưa là phải ra trang trại gọi bố về ăn cơm, bố mới về. Tôi vẫn hay thắc mắc, nơi ấy có gì hay ho mà bố lại một lòng một dạ đến thế. Rồi sau này, khi tôi lớn hơn một chút, tôi hiểu rằng những thứ mà tôi đang có, những thứ nông sản có trong khu vườn của bố đều là những ngày tận tụy của người. Và đối với người đàn ông tuyệt vời này, hạnh phúc là được nhìn thấy những trái cây chín đỏ mọng, những con vịt, con gà nhanh lớn, những bắp ngô, luống rau xanh tươi. Tất cả những thứ tưởng chừng rất bình dị đời thường ấy, nhưng đối với bố lại là lý tưởng, là chân lý giống như Tố Hữu gắn cả cuộc đời mình với cách mạng vậy. Bố của tôi là người thầy đầu tiên, dạy cho cô con gái nhỏ của mình những tiếng ê a, những câu chuyện cổ tích nghe hoài không chán, dạy tôi cách hành xử, cách sống thế nào cho phải, và dạy tôi cả về những bài học cũng như sự trưởng thành mà không có bất kỳ một trường lớp nào có thể đem lại. Rồi thì những bài học về tình yêu thương, sự lạc quan trong cuộc sống, bố cũng dành cho tôi cả. Dẫu có mệt mỏi thế nào, cũng không được để những người thân yêu xung quanh mình phải chịu thêm. Và tôi đã lớn lên bằng những đức tính đẹp đẽ được bố trao cho trong những câu chuyện, những hành động, những lời khuyên hàng ngày. Bố của tôi là người bạn tri kỷ từ thơ bé. Bố con tôi có thể trò chuyện với nhau những câu chuyện trên trời dưới bể cả hàng tiếng đồng hồ không chán. Kỳ lạ nhất là càng lớn, tôi lại càng muốn nói chuyện với bố nhiều hơn. Việc được lắng nghe bố kể những câu chuyện lịch sử, những điều bố ấp ủ khi làm trang trại, những mong muốn của bố sau này, tất cả những câu chuyện ấy đều khiến tôi vô cùng thích thú. Tôi cũng không ngần ngại kể cho bố nghe những câu chuyện ở trên lớp, trên trường, chia sẻ với bố về những khó khăn của tôi trong công việc học tập. Sau mỗi cuộc nói chuyện như vậy, tôi càng thêm yêu thương người đàn ông vĩ đại này, một người lúc nào cũng luôn sẵn lòng để lắng nghe và chia sẻ với tôi. Tôi vốn là một cô bé đa cảm, cũng hay dồn những cái đa cảm của mình vào trong những trang viết. Thời điểm trước, tôi cũng bắt đầu tập tành viết bài gửi cho các báo thiếu niên, viết thư tay rồi đạp xe lên tận bưu điện gửi. Thấy con gái của mình có đam mê nhỏ xíu ấy, bố đầu tư cho tôi một bộ máy vi tính để tiện cho việc viết lách rồi gửi bài đi cho tôi. Hôm ấy, khi về nhà, nhìn thấy món quà lớn của bố tặng, tôi hạnh phúc vỡ òa, ôm chầm lấy bố. Để có thể mua được cho tôi chiếc máy vi tính ấy, bố đã phải làm việc rất vất vả. Chắc nó cũng đến phải cả đàn gà đàn vịt của bố.
Bố xoa đầu động viên tôi, cố gắng nhé con, bố chúc con viết được những bài báo thật hay. Rồi bài của tôi gửi đi, may mắn được đăng. Tôi mừng lắm, cầm quyển báo được tặng trên tay về khoe bố. Tôi thấy bố đọc cả buổi tối, rồi trân trọng để nó vào một góc tủ kính, sợ nhàu nát. Giây phút ấy, tôi muốn khóc. Đến bây giờ, quyển báo ấy giống như kỷ vật của bố mà tôi tặng cho bố vậy. Bố vẫn cất nó gọn gàng trong tủ. Bố bảo, đây là thành quả đầu tiên của con, bố sẽ giữ gìn nó như một món quà tuyệt vời. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục viết hay hơn nhé con gái. Nghe lời bố dặn mà tôi cứ thấy nghẹn nơi cổ họng. Tôi quay đi, không muốn để bố nhìn thấy mình khóc vì xúc động. Bố luôn dành cho tôi tình cảm lớn lao thế, và tôi luôn luôn trân trọng tất cả những tình cảm bố dành cho tôi. Khi viết những dòng này, tôi muốn được một lần bộc bạch với bố, người đàn ông tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này. Bố thân yêu, nhiều khi trong một khoảnh khắc bất chợt, con có đang hoảng sợ một chút đấy bố ạ. À? Vì mỗi mùa xuân sang, chúng con thì lớn khôn, còn bố lại già đi. Con đã thấy những sợi tóc trắng cách đây một vài năm rồi, và điều đó chính là động lực để con cố gắng hơn, ngay cả khi mệt mỏi nhất. Con hiểu rằng, khi cả thế giới quay lưng lại, vẫn luôn có một người đàn ông yêu thương con đấy thôi. Và bố ơi, bố đừng lo lắng, con nhất định sẽ trưởng thành và sẽ không để bố mẹ phải buồn. Cảm ơn những thức quà của bố, cảm ơn đôi bàn tay, trái tim và nụ cười của bố. Con sẽ thật hạnh phúc, và bố hãy cứ sống vui vẻ như bây giờ, bố nhé. Những vần thơ con từng đọc ngày hôm nay, con xin được dành tặng cho người, bố thân yêu của con. Bàn tay cha nắm tay con, dìu qua tất cả những cơn bão đời. Khi con mái tóc xanh ngời, tóc cha bạc trắng mây trời kém xa. Bàn tay nhỏ trong tay cha, con bình yên cả trong mơ vẫn cười. Các bạn thân mến, đây là một bài viết mà chị nghĩ rằng là các bạn cũng có thể tham khảo rất nhiều những chất liệu từ bài viết này, để có thể có thêm những ý tưởng cho bài cảm nghĩ về người thân yêu nhất của mình. Đây cũng là bài viết được rút ra từ trong một ấn phẩm vô cùng mới của Học Văn Chị Hiên. Và ấn phẩm đó là gì? Thì chị sẽ hẹn các bạn vào ngày 5 tháng 12, tức là chủ nhật tuần này. Hy vọng rằng ấn phẩm mới này sẽ giúp cho các bạn có thêm thật là nhiều những cái ý tưởng để có thể sáng tạo những bài văn hay, chân thành và ấn tượng các bạn nhé. Còn bây giờ thì cho chị Hiên gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần audio văn học tiếp theo.